Hai các bạn, hôm nay mình giới thiệu các bạn về mầm đậu nành duyên sơ. Mầm đậu nành duyên sơ. Đây là của sản phẩm. Sau của mầm đậu nành là thành phần công dụng rất nhiều công dụng, hướng dẫn sử dụng, bảo quản, đối tượng sử dụng, quý nơi sản xuất.